Thank you.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bánh trường sinh và chén cứu đồ để đối với chúng con, xin cho máu thánh Đức Kitô nên nguồn suối chảy và mang lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày mai chúng ta sẽ tụ họp vào đây 8 giờ sáng, sẽ có ăn sáng. Đến 8 giờ 45 chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Xin anh chị em nhớ thời gian ngày mai sẽ có nhiều đề tài đặc biệt sẽ đến chia sẻ với chúng ta qua cha Phó Tá Đề cũng như cha Duy Hoàng của chúng ta. Chúng ta anh chị em đến, những ai chưa đến được hôm nay xin chị em nhắc nhở họ, mời họ để họ cũng cảm nhận những niềm vui của lòng thương xót của Chúa. Không biết sau thánh lễ ban tổ chức có muốn nói gì không, có cháo hay có gì không, hay là ra về trong yên lặng, được cách yên lặng. Có dạ, có xôi à, có xôi à, có gì thì dùng dùng ngay. Cho xin chị em nhớ ăn cho nó hết, chứ ngày mai mình đừng ăn lại. Nếu mà không ăn hôm nay, ngày mai ăn lại đó. À, thật chơi thôi, chị em xin chú chúc mừng. Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Anh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Tạ ơn Chúa. Oh,
cảm ơn Chúa. Xin mời đồng chí chúng ta, xin mời chúng ta chào đón cha và ta đề. Chúng ta có xin mời cha đây, chúng ta một tay lớn để chào đón cha, mời cha dùng dòng con bố cô. Đó là cha Duy Hoàng chúng ta từ Việt Nam, ta một tay lớn để chúng ta trong ngày trong này chúng ta có là cha lên người từ Thanh Hóa, địa phận Thanh Hóa cũng đi du học bên này trong trong chương trình tiến sĩ, các bộ tay lớn để chào đón cha và những người ở rất xa, những người anh chị em đến từ Úc Châu, xin anh chị em đến Úc Châu chú Đà với là ông xa một tay lớn để chào đón anh chị em đến từ rất là xa, anh chị em đến từ Canada, các bộ tay lớn chào đón anh chị em đến từ dân cao lên, cao ra đâu, dân cao lên. Có 3 chiếc xe đến đây là 1 chiếc rồi đó không? 1 chiếc chưa đến. Rồi những anh chị em đến từ South Carolina. Anh chị em đến từ California. Anh chị em đến từ New York. Anh chị em đến từ Florida. Rồi anh chị em đến từ đâu nữa? Boston, chào tay lớn. Anh chị em đến từ Oklahoma. Chúng ta xin chào tay lớn chào đón sơ đến từ Boston. Chào tay lớn chào đón sơ. Còn và từ New Hampshire. Rồi ai là đến đâu nữa? Connecticut. Chào tay lớn. Còn ai thiếu sót không? Rhode Island, cái hội tay lớn của chào đón anh em. Ai nữa? Mấy chị tới đâu? Từ đâu tới? Houston xin Houston. Houston. Cái hội tay lớn của đó chị em đến từ Houston. Không phải. Michigan, Michigan. Rồi còn ai đến được không? Detroit, Chicago. Và các bạn đã đến thì cảm ơn nhau và cảm ơn anh chị em đến. Hẹn gặp lại ngày mai, anh chị em một đêm ngủ ngon. Ai đói bụng, ai cần gì thì ở phía sau. Ban tổ chức có một ít đồ ăn để anh chị em có thể nấu cùng qua đêm. Amen.